bà con là không bao giờ biết làm như này đâu các bạn. Nhưng sau đợt này là Khánh làm cho bà con, là sau này dưa neo lên rồi thì là bà con mới nhìn thấy được. Hay là Khánh bắt dàn bí ở bên này thế. Xin chào tất cả mọi người nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi. Thì là ngày hôm nay là anh em team Huy Khánh là xuống đến bản là 16 hộ, là cũng là gần đến buổi trưa. Thì là Khánh cho chú cùng với bạn Flavio với cả mấy mama là bắt đầu sang bên cánh bìa rừng bên cạnh này, là các cây dại này thì là cho mọi người chặt cây để về cắm cây dưa chuột. Thế nên bây giờ là các bác cô chú anh chị là đi theo Khánh nhá, xem mọi người là đi chặt lấy những cái cành cây gì nhá. Khánh cho mọi người là sang bên này để lấy cái cành về để cắm cái dưa chuột, bởi vì mấy hôm mưa thế là cũng không đi lấy được. Ta bông bon dia mama. Xin. Thấy mùi từ bao với kia nữa. Bông. Đây là Khánh đang cho các mama đi lấy những cái cây như này. Ở bên đây thì không có dốc các bạn. Thì đi cắm như này để cho cây dưa chuột neo thôi. Ta bông. Ồ, cũng được nhiều phép rồi này. Đi à bông nào, ta bông nữa. Ta bông. Đấy, cô đấy còn tước. Cô ấy còn tước vỏ cây lại xem nào. Nào bó thành như này là tí vác. Ta bông. Tia ra pho liều để bơm mara đấy. Ta bông. Nát nữa bộ cây dưa chuột là các cô đấy cũng tước các vỏ này lại. Ta bông. Đấy mọi người thấy nhìn này, bên này là những cánh rừng mà ở toàn bộ khu vực này là không có nước đâu. Không có nước đâu thì là ở bên đây là vẫn là đất của bản làng 16 hộ. Nhưng mọi người không có nước canh tác thì nó không làm gì được. Trước khi Khánh đến đây đấy thì là bác trưởng bản có cho cái bản bên là mượn cái khu vực bên này để người ta trồng các thứ. Thì người ta tự khai thác, người ta tự dọn dẹp xong người ta trồng, người ta cắm những cây ngô từng bụi bụi như này này. Mọi người có thể nhìn này. Thế người dân đây là người ta cắm như thế này. Người ta cắm thành bụi 4 năm rồi. Người cắm thành 2, 4, 6 6 cây ngô ở một hốc này này. Đấy. Bác trưởng bán cho người ta cắm vào đây. Thì cứ cắm này thôi là nên được cây, nên được cây nào thì ăn cây đấy. Mà bắp to bắp bé người ta cũng không cần quan tâm, cứ ra bắp là được. Đây là mama Florida đang chặt ở bên trong này. Cà bông. Cô vào đây xuống làm đi. Cà bông. Đấy những cái cây mà gần bằng cổ tay nè. Là mama đang chặt này. Cà bông. Cà bông nhé. Cà bông. Aquí tengo para. De onde? Hả? Có phù dìu. Phù dìu. Đây. Đây. Sí. Khánh đang hỏi cô đây, ở đây có rắn không cô? Có rắn là cô chạy. Mama falou da ta fala tem cobra fuzil, né? Não, mas essa fuzil. É de morte. Sim, mama, bê de morte é ele. É morte, né? É. Pega assim. Pega. Tem faca aqui. Cái chiều có mà vào mà nó cắn mình thì mình mới bắt lấy nó chứ đi, lại đẻ rắn lại sợ chạy. Mama follow là zebo hả? Zebo hả? Zebo hả? Ta đây. Zebo hả? Ta đi. Ta đi. Ta đi. Ơi mama mẹ nữa gì? Khánh trèo mama là con chăn, Khánh không trèo rắn nữa, Khánh trèo con chăn vào cổ tay đến sau kìa, mama sợ. Phá ra biểu nông mét được dây bôi hả? Eo. 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 Eo.
Dạ vâng. Đây chú Khánh này. Đây Khánh kéo vào đây này, phát. Cây này được đấy bố nhỉ? Được. Con dao này rất sẹo này. Xem bôi à. Ui giỏi dao này. Mấy con dao sắc này. Dao này không chặt được các bạn. Dao sắc các bạn này và la vìu cầm với cả chú cầm với cả mama cầm rồi. Con dao này vỡ hết lưỡi rồi, không không chặt được. Vỡ hết lưỡi không chặt được. Đây là cánh cho mọi người xem là ở bên cánh đồng bên kia này. À, bán bên bản nàng 16 hộ của Khánh à. Đấy mọi người có thể xem ạ. Thế toàn bộ khu vực ở bản bên này là Khánh đang hỗ trợ. À, mọi người ngắm cánh đồng có đẹp không ạ? Đây là ruộng khoai lang của Khánh này. Ở cạnh suối này. Xong tiếp đó là ngô này. Hai dãy ngô chạy tít lên trên các tòa nhà ở trên kia. Bên này là nạc. Các trục đường đi hai bên là Khánh bố trí là 1, 2, 3, 3 lối đi chạy lên trên bản. Thế mọi người nhìn con đèo không ạ? Còn đây là cái cây bao bắp là ở đoạn chỗ giếng nước. Sắp xong rồi, mọi người chặt một lúc đã được mấy chục cây rồi. Ở bên này thì rừng ở xung quanh đây thì các cây cối mọc nên là muốn chặt những cây nhỏ nhỏ như thế này thì là có rất nhiều cái cây nhỏ nhỏ. Là nó mọc lên như thế này thì tầm khoảng bằng gấp đôi gấp ba của ngón tay cái. Đây ạ. Gấp đôi gấp ba ngón tay cái thì rất là nhiều. Nhưng những cây to để làm nhà thì lại không có mấy. Phải đi vào sâu, rất là sâu. May ở đây không có dốc nhưng này có những cái cành này tốt quá. Mama ra ra, để bơi lên vào. Còn ở trên kia thì là Khánh. Đây là bạn ca lột quay cho mọi người xem. Ở xa kia thì là Khánh đang cho các mama đã dọn cỏ hành tây với hành ta. Không biết mọi người có nhìn thấy không ạ? Ở xa ạ. Khánh đang cho các mama là dọn cỏ phía trên đấy. Mấy đuống hành tây hành ta. Còn đâu là ba mấy một số bạn thanh niên thì đang cuốc đất ra. Đóng gạch hết cái đất của đóng gạch rồi. Thì là bây giờ lại phải cuốc ra. Mất thời gian cuốc ra xong là để đến lúc đóng thì lại trộn vào nước với trộn vào cỏ thôi. Đây là Khánh đang sắp xếp cho mọi người mỗi người một công một việc là như vậy. Đây là các mama bắt đầu nè. Vác về. Các mama bó thành các bó nhỏ như này. Ở bên này thì bà con đã đội đầu thôi. Nhưng các mama là đội như này này. Tắm một nè về nữa. Mới ra được. Isso só de kino. Ở bên này mọi người không gánh đâu. Như người Việt Nam mình thì có thể vác đây. Nhưng ở bên này bà con đã đội đầu quen rồi. Em nhỏ cũng có thể đội được thùng nước. Các em nhỏ tầm chục hơn chục tuổi cũng đã đội được thùng nước 20 cân trên đầu rồi. Ở bên này người châu Phi đã là cái cổ được luyện từ bé nên là rất là cứng. Fica situ bibi đó. Situ ta zembo là. Mama để bơi vô ta ki tira mai xuống vết đó. Ok. Khánh bảo các mama là tí quay lại một chuyến nữa. Thì chú mấy bạn pha đều đang chặt lốt, dốc lốt. Cái này mà nếu mà bó to lặng cơ thì Khánh sẽ bảo mấy bạn thanh niên xuống phát. Thì cái này có hơn chục cân thôi thì là các mama mang lên luôn. Cái cây này rộng thật đấy.
Trong đây liệu có rắn không? À, ít rồi, có nó chạy hết rồi, con này là nằm tắp quả đâu. Quả nó vắng. Đấy, sướng thật, người dân ở đây như này thì làm gì phải mua dốc luôn. Nếu mà trồng được nhiều cây bí bầu mới dưa mà cứ ra, cứ vào rừng chặt những cây dại này, toàn cái thẳng cũng thẳng đẹp này anh chị. Nó bé thì nó thẳng này, nhưng nó nên to thì lại không được này. Mọi người có thể nhìn này. Đây, thảm thực vật, những cây gỗ nhỏ này để cắm gác ngang các dàn, loại dưa chuột. Rồi bí mới bầu, những gốc thì có thể là cắm cây to, còn đâu là các ngang để cho dây neo thì mình dùng bằng những thanh này thôi, thay vì phải dùng dây thép thì dùng những này quá đẹp luôn. Thế này mà người dân người ta không biết tận dụng thì Khánh ở đây thì sẽ hỗ trợ bà con là cách thức trồng và ra bìa rừng khai thác những cái cây nhỏ nhỏ này về. Vụ này Khánh trồng thí điểm cho bà con xem bầu bí với cả dưa chuột thôi, còn đâu từ vụ sau là Khánh sẽ mở rộng lên, nếu mà vụ này thu hoạch tốt thì vụ sau Khánh sẽ mở rộng lên cho bà con. Thì để lần sau là bán bầu bí cho nó được giá các bạn. Chứ trồng ngô nhiều thì biết là cái lương thực rồi, nhưng nếu trồng được bầu bí nhiều, hành tỏi nhiều thì nó sẽ có giá trị hơn. Thì sau này bà con sẽ kinh tế có của ăn của để. Và trong thời gian tới là Khánh sẽ hỗ trợ bà con có nhà thì chắc là sau vài tháng thôi. Thì là bà con sẽ có nhà ổn định. Người ta bảo là an cư mới lạc nghiệp. Thì nhà cửa ngon lành rồi, hạt giống cây trồng đây rồi thì mình có thể nhân giống và để lại giống. Và Khánh có thể là hỗ trợ thêm cho bà con lân đạm và kỹ thuật, hướng dẫn một hai vụ là các mama biết, là từ lần sau là các mama có thể tự làm. Hy vọng rằng là những cái giống cây trồng của người Việt Nam mình sẽ giúp ích được cho bà con ở đây. Và bà con biết cập nhật kiến thức thì là sau này Khánh tin chắc một ngày nào đấy ở khu vực này có điện thì chắc là các mama cũng sẽ có tiền mua tivi thôi. Nếu mà các mama biết cách trồng trọt tốt thì cũng sẽ mua được cái tivi. Cùng hy vọng các bạn. Khánh hy vọng rằng là những cái đóng góp của mình thì là sẽ giúp ích được cho bà con. Và Khánh cũng hy vọng rằng một ngày là gần nhất là Khánh được nhìn thấy cái viễn cảnh đấy, xuống bản hay là sau này về Việt Nam xong quay trở lại thăm bản mà các mama có của ăn của để thì mình chắc là lúc ấy mình mừng lắm. Thôi bây giờ Khánh giúp bạn Flavio một chút để gọn gọn vào. Flavio tira coisa mara ra come mama fa sa funta entra đấy. Thế các bác nhìn cái ngô này, ngô người ta trồng có 5-7 cây một chỗ này thì không biết sau này cái bắp ngô nó to như nào. Cây này dài lắm, tí về đấy dài bắc ngang được, đúng rồi, dài bắc ngang. Tao bông ra, xin ra tao bông bắt ra em mệt tê. Đấy, hôm nay Khánh cùng với bà con vào trong bìa rừng khai thác cái cây này. Lúc nãy Khánh cứ tưởng phải đi xa cơ. May cô bao là bảo là cái đoạn này có ít cái cây này ở bên này, không chỉ nhẽ là phải đi sâu vào mấy trăm mét vào trong cái khu rậm trong kia. May quá không phải đi xa. Khánh đi trong rừng này Khánh cũng sợ rắn rồi các bạn, vì nó cứ tùm như này. Bình thường rắn nhìn thấy người thì rắn chạy, nhưng mình mà dẫm vào nó thì nó lại cắn. Nên là ở châu Phi rắn rất là độc, nên là phải cẩn thận, không nó đập cho cái là không biết làm nào. Ủa, bạn ấy tước cái cây này đúng không? Cây đẹp thế, như cây dốc này cắm sướng thật đấy. Đây à, hóa ra là bạn chặt con dao vào cái cây này mà tước cái này ra
À, rồi, tao bong ra sao bì. Đấy, những người dân bản là người ta như thế này các bạn. Xong người ta tước cái cây ra thế là thành dây buộc. Tao bong. Ngon. Không tốn tiền mua dây. Mũi tụ bong. Được. Nên có những cái này, không phải cái gì mình cũng hỗ trợ hướng dẫn người dân bản đâu. Có những cái mà mình nhìn thấy người dân bản, cái thông minh của người ta, anh phải học hỏi. Anh không biết là phải là tước cái vỏ cây này ra đâu. Mình cứ nghĩ là như những cái vỏ cây kia nó sần sù thì nó không tước được như này. Nhưng ở đây là những cái cây này có thể tước được thì rất là tốt, đỡ tiết kiệm bao nhiêu tiền dây đấy. Còn buộc bầu bí nữa cơ. Nọ Khánh định đi mua cái cuộn dây kiện hàng. Nhưng mà chưa tìm cái chỗ mua cái cuộn dây kiện hàng đấy. À bố. Tao tao bông, tìa bao là đấy cơ, cô đã xuống rồi, mama xuống rồi. Đây, Khánh chỉ xếp mấy cây vào như này thôi, để nó tầm hơn chục cân thôi. Đấy, cái bó mà cái cây này to tí cho cái bạn thanh niên này vác. Đâu có xếp một tí mà ướt hết áo này các bạn. Trời nắng à. Nắng quá. Tôi lốt lốt cho đấy rồi bố ơi. Vâng. Khánh một chú chặt nốt tới đấy thôi. Chắc là thừa rồi đấy. Mà đâu thiếu thì cho một hai người sang lấy sau. Thôi bây giờ là mọi người vừa bó xong rồi cơ. Bây giờ Khánh cùng với chú với cả các mama là bắt đầu là vác về trên mấy luống dưa. Các em nhỏ đang cởi trần tắm ở dưới này nhưng Khánh không quay. Cái ao Khánh đào đây cho các em này, các em ấy đang tắm. Bắc cầu như này cũng tiện, những hôm có nước chảy qua như này, mới mưa xong chảy qua thì là mình có cái cầu mình đi qua là cũng hợp lý. Thế là Khánh nghe cái các bác tham vấn đây là Khánh báo cho bà con cái cầu Khánh đi cho tiện. Và bà con sang bên kia lấy cây cũng tiện. Để con cầm nhá. Khánh với chú này đi đâu là cũng có cái điếu cày Việt Nam các bác. Tạm bông, không à? Tạm bông. Đây, mọi người có thể xem cây nào của Khánh này. Cây nào của Khánh nó bắt đầu lên đẹp rồi đấy. Bắt đầu cao tầm khoảng 10 phân rồi. Đẹp rồi. Đây đấy, trên này nữa là cái đoạn lớp gối của Khánh trồng đầu tiên này. Trồng đầu tiên là cây lạc giờ xanh đẹp đều luôn. Có cái khóm, một hai khóm kia là mọi người quên thôi. Còn đâu là lên đều lên đẹp hết rồi. Có mỗi là có vài trận mưa thì là nó làm rẽ cái đất này. Con đi á. Rau cải thì trồng vào mùa mưa này thì là bị mưa nó làm rẽ mặt các bạn. Làm rẽ mặt thì là cây nên không đều được. Nên là hôm ở những video trước Khánh có bảo các bác là từ vụ sau là Khánh sẽ rút kinh nghiệm ấy. Là không trồng rau cải vào mùa mưa nữa. Còn cây bí của Khánh là quá tốt luôn rồi, quá đẹp. Đang ngoài đẹp luôn rồi. Tốt, Khánh cho tưới đạm đây là xanh gì luôn. Lá to luôn.
Bình thường là cái luống dưa này là Khánh phải bắt mấy hôm trước rồi, nhưng vì Khánh bận không xuống được dưới bản, nó không hướng dẫn được bà con. Thì hôm nay Khánh xuống là bảo bà con là chặt. Mama, con đi. Con đi. Xem, đi thôi. Mama, đây là mọi người có thể nhìn này. Khánh mưa đấy, mưa làm rẽ mặt luống hành, nên là Khánh cho bà con là vuôn thêm đất vào để che cái củ đi một chút và rải thêm cỏ lên trên mặt thế này để cho đỡ cỏ đấy. Khánh cho mọi người dọn dẹp hết, xong là cho vuôn thêm đất vào gốc để cho không bị trơ, xong là Khánh cho rải thêm ít cỏ khô lên trên mặt. Đây bạn là Kim Bít à, xin đây. Bạn đã giải thêm như này. Bên kia cũng thế, các luống tỏi của Khánh cũng thế, cho giải như thế này. Đây, cho các bạn đã giải lên như này. Xong là chiều là Khánh sẽ cho chú si củ là tưới đạm. Tưới được cabin axi nhá, tưới ra á. Bởi là những cái cây quả xanh này phải vất ra. Đây lỗ cỗ có khóm nó trột không lên được là vì cái hành là Khánh mua không đều, vì đợt đấy là hành mua của cái anh Việt Nam ấy nó không đều, củ to củ bé. Thì đợt đấy trồng hành là bị cháy giống hành. Đây còn bây giờ này là Khánh cho các mama là cắm cái luống dưa này. Đấy như gốc này cắm vào đây. Xong là để buộc vào. Tia bao là tia phiu. Tia phiu á. Để buộc vào là để cho cây nó leo lên. Đấy như thế này là Khánh buộc vào là bắt đầu nó sẽ leo lên là đẹp rồi. Này tôi được mama tira phiu á. Tira phiu weekend nó đẹp quá mà ra. Đây Khánh cho mọi người đã tước hết. Tao bông mama. Thế. Bố đi cắm để hướng dẫn bà con đi. Bây giờ Khánh bắt đầu với chú cắm. Cứ đã rồi. Cảm ơn. Vâng. Từ hai cây này tí Khánh buộc chéo góc vào nhau là xong. Tiết ra, phải làm việc, tiết ra, mà ra. Đấy xong là tí buộc đó, buộc đầu. Bây giờ gì? Đây cắm được cái đi. Không cần phải sâu quá đâu. Xuống tầm 10 15 phân là được rồi. Đây sao không mà quật được. Bây giờ Khánh cứ đi buộc cái này, không tí Khánh buộc rằng sau. Một lúc nữa là ruộng dưa chuột đẹp ngay mà các bạn. Quy ra đúng không? Tí buộc rằng vào nó thành một khối. Những cái cây mà không quá đấy, mình dặm sau thì mình cắm cây nhỏ thôi. Vợ được cái là mọi người tập trung đông làm thì đó nó cũng nhanh thôi, cắm cái dưa nó cũng nhanh. Bà con là không bao giờ biết làm như này đâu các bạn. Nhưng sau đợt này là Khánh làm cho bà con, là sau này dưa neo lên rồi thì là bà con mới nhìn thấy được. Hay là Khánh bắt dàn bí ở bên này cũng thế. Dân đi pha giấy qua nhé. Đây mấy tay kia. À pha giấy đấy. Bạn để con dao để bạn tước cây.
Bông, mũi tôi bông. Bạn mà cắm được chưa? Khách mà được rồi, cắm thế được rồi. Đâu cắm bên này nhá. Cho vào đây, cứ vào đây đi để mình dặm sau. Này Khánh sẽ dặm cây vào. Các mama cắt dây dài quá, cho ngắn lại chút được. Giờ buộc nó còn nung nay này tí mà. Mình giằng vào là nó cứng đi mà. Đấy, hướng dẫn bà con từng ly từng tí một thế này thì là tú đồ mama hả? À, tú đồ coi rồi. Coi rồi, phát ra xí nhá, bibi nè. Tạm không? Bài xài, sô bú cà rô. Bài xài. Agora. Ai Zane, Azura, Mati. Mara. Mati. Pica não? Sai corda. Hã? Sai corda. Corda, né? Mara. Thank you. Đây Khánh đổi cây bạn ấy bảo là lấy cái cây đấy để tước được thì là để cây đấy. Mang ra ra. Đây Khánh cho 40 phân vào đấy. Bên đây nữa mấy một trên cây trên này nữa. Là ba hàng. Là dưa chuột nó neo quá đẹp luôn. Muốn cũng ngon. Mama cuida đủ á, nấu bạch tiêu dây bô là cũng a liều á. Ừ. Khánh vừa làm ở đây vẫn phải đẩy các mama vào cẩn thận không nè, làm gãy ná. Tao bông mara tu đủ, tu mara tu đủ á xì. Mama. Mama, đa phiêu cú đồ tù á sinh tâm ơi. Để bôi mara aki. Em tới đây nè. Để bôi mara bú cà rô. Cú đồ tù sao? Dạ. Ê, con tâm ơi. Mai bị kê nô. Mai bị kê nô. Đấy Khánh của các mama là tí cắt cái nhỏ nhỏ rồi. Giờ Khánh buộc thử cho các mama xem luôn. Là giờ nó còn nằng ngoằng nhưng mình có dàn vào rồi thì là cái cây dưa nó neo thẳng hàng đẹp luôn. Mama đa mà ti mốt ra. Cú đồ tù. Mui tù con bì đồ. À xin sao. Parte a xin á. Xin, cúi đã. Nâu, nâu bà đá xe mara mui tù phót sao nào. Anh bộ cô đây là buộc, đừng buộc chắc quá. Bên này gạt tàn đập nào. Nâu mui tù phót sao. Nâu mui tù phót sao. Đê xa. Đây xài y xuống để bôi phía cà grande. Anh ta đây đó. Khánh bôi ra để hở một tí để cho cái cây nó neo lên nó có độ to. Như thế này thôi là mai nó vắt vào đây luôn. Hướng theo hướng mặt trời. Ta bôi nét đây xài ta về. Mama. Đây xài xí bè rồi tù á xì nhá. Ta về. Để bôi y xuống phía cà grande. Martins, aperti nasi, asin, ame mara. Mara. Ủa cái dây này chắc lắm các bạn, dài lắm, nên rất không rất được luôn, cái dây này quá chắc. Mũi từ đồ đồ á? Tá bông. Mũi từ bông. Ao ra Martins phải ra sinh út đẹp bôi. Mà tí nó phải cà kí mà ra xa bì. Sim. Né? Sim. Mà tí tem que ficar aqui conosco. Vai ver onde? Agora. Não. Um dia, mà tí vai Vietnam. Não é? Você não vai. Fica aqui conosco. Mà tí tem muốn tem pin đi Vietnam. Mama bảo đã, mà tí phải ở đây với các mama. Martin fica aqui, mamãe dá Martin terreno. Martin coxi casa mesmo, né? Coxi uma casa. Ah? Vai buscar mamãe. Mamãe não aceita. Aqui. Mamãe. Ah, fica aqui.
Tính chiều các mama này đấy. Mà tin ở đây mama có cho mặc tin đất để mặc tin làm nhà không? Bầu nữa mà. À bơ. Ui tôi bầu á. Bơ. Bơi tố. Bơi nệt. Các mama rất đẹp. Thì ra sấy đấy. Thấy coi dù bị kèn rồi để bôi. Bôi cái đạn. Bôi. Bôi á? Để bôi cô mẹ bê nhá. Cái núi này là Khánh trồng cho mọi người ăn thử thôi. Còn nếu mà không sâu bệnh gì mà lên tốt thì là sau này Khánh sẽ trồng diện tích rộng cho bà con. Vì bên này là không phải đầu tư dốc, bà con cứ vào rừng là đầy cái cây này về cắm. Thì là mọi người thích bán là Khánh mang lên luôn, đa bán cho mọi người thì vẫn cứ là ngon, bà con vẫn đầy tiền, vì mình chỉ đầu tư mỗi hạt giống ít nân đạm thôi, còn đâu là dốc mình có phải đầu tư đâu. Cây đẹp như này quá đẹp, chắc chắn luôn đi. Đi buộc hàng thứ hai nhá, hồi trước mắt Khánh cứ buộc hàng đồ này thôi, bao giờ neo lên thì có thời gian này Khánh cho mọi người buộc thêm. Dây cũng không phải mua các bạn, cứ tước ở những cái cây già tiện thật đấy. Bạn ấy tước trắng cái nó tiền là tước phiêu ấy. Bao bao là vào đâu ông bao tiền bao đó ông bao bao bi ken nó có nó vừa đã xem một từ gran rồi isu mẹ tê kì cái dây này không thể đất được, quá chắc luôn. Thật nào mọi người mang đi, mọi người buộc nhà. Hóa ra là như thế. Đây. Đâu mà đây? Hả? Mà đây? Bay xuống. Tao không? Hướng dẫn mama, các mama như thế này rồi mà các mama không làm nữa gì. Nhưng nói chung là các mama đều giờ là quen với cách hướng dẫn của Khánh rồi, nên các mama làm được hết rồi các bạn. Nên giờ Khánh cũng rất là nhàn. Đây bảo các mama là các mama làm được ngay. Vụt vụt luôn các bạn. Mày quá đây có dây dợ. Nâu mùi tù ấy, đây xa bè rồi tù bố ca rồi. Vừa làm vẫn phải đấy mọi người. Ui cái dây này chỉ cần buộc một vòng thôi cũng không thể đất được. Quá dài luôn. Dài thế nhỉ. Không thể rớt được. Ui mama, cô ta. Móng như này mà Khánh không thể rớt được các bạn. Móng teo như lạt này, làm móng hơn lạt mà Khánh không rớt được. Đây đã chọc phải đang mày. Ai isu tao không? Nấu cua tù, mai con đi được bao rồi? Đâu còn thiếu ở đây còn thiếu 3 cây nữa ơi. Bê ca. Bạn Jose, bạn ấy cuốc đất ở kia cùng với các bà ba, để bạn ấy ra đây trợ giúp. Nào về đi đây tù.
Rồi. Dạ. À, bạn ăn đồ cũng đang ra đây rồi. À, Ly ra đích ăn sáng đấy. Ừ, tao bông. Anh bỏ các mama này thế. Giờ đến trưa rồi không có thấy ai nhảy gì hả? Các mama mệt rồi. Tụi bị gì á? Các bác, cô chú, anh chị nhìn có đẹp không ạ? Bạn tận dụng bằng gọi là vật liệu tự có của bán. Anh cắm thành nhuống dưa rồi. Được cái là bà con, được cái là bà con cũng nhanh ý. Là làm cùng với Khánh là cũng rất là nhanh. Một tiếng đồng hồ thôi là xong hết. Núng dưa này là đẹp. Tao bông tia bao lại mama bớt đi đi cả sở. Sì. Bớt đi đi cả sở ra hả? Thì à, các bác các cô chú anh chị xem video của Khánh thì là mọi người có thể nhìn thấy núng dưa của Khánh có đẹp ạ. Thì là mọi người ủng hộ Khánh cùng bà con nhá. Cho Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký. Khánh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhá. Bây giờ trưa rồi thì được Khánh cho bà con nghỉ đi ăn cơm. Thì là chiều thì là lại cho bà con tiếp tục lao động. Và Khánh sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người một số cái nữa, dọn dẹp, sắp xếp làm sao cho nó hợp lý. Và thêm một cái nữa là hiện tại là kênh Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi của Khánh thì là cái lượt xem nhiều hơn, lượt đăng ký rất là nhiều. Thì hy vọng rằng là các bác, cô chú, anh chị em là xem video của Huy Khánh, ủng hộ Huy Khánh. Mỗi một lượt xem thì là mọi người dành một chút thời gian, khoảng 10 giây đồng hồ thôi ạ. Thì là mọi người ấn nút đăng ký ủng hộ Huy Khánh nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người.